Ôi lại lại chơi ba móng của con không thích. Cười dạ nói đi. Lại đi móng của con không bị nhiên. Tao nói nhưng mà tao có quay đâu mày nói đi. Lại chơi ba móng của con có thích. Ai chơi ba cái bộ móng của con, tâm huyết của con. Nói đi bài mặt quá bà. Lại khen đi con. Rồi ơi. Đẹp. Dạ con biết mà. Lại nói là con ngại đó. Chứng minh cái gì đó. Chứng minh gốc B F D bằng gốc A F E thì ta sẽ chứng thì ta sẽ có gốc D này, gốc D này thôi nha, bằng cái gốc A này. Bởi vì sao? Bởi vì cái tứ giác A D C. Đó, chỉ tùm lum đó. Chỉ làm ơn chỉ thì một là theo ngược chiều kim đồng hồ, hai là cùng chiều kim đồng hồ. Chỉ đây A, bay qua đây. A F D C. Đúng rồi. Nội tiếp. Rồi xong rồi ta còn có cái từ đầu nha, không sao, còn ổn. Ta sẽ có gốc B này bằng gốc E này. Bởi vì sao? Gốc F E C B nội tiếp sau đó suy ra hai tam giác B F D và A F E. Sai rồi, B F D thì phải là E F A, tại vì gốc B bằng gốc E, nghe không? Chỉ mà chỉ tầm bậy viết đó là nó không cho một điểm đó, kỳ cục quá. Có kịp chưa? Đó thì suy ra hai gốc nó bằng nhau là gì vậy?